kiểu đông quá ấy, kiểu nhiều hàng quá ấy. Hello các chị đẹp, bảo lại hôm nay đúng vào đợt bận này. Bảo lại giúp em đi, điên quá trời ơi, tất cả phải đúng hàng đúng không? Tự nhiên nó bị díu díu hậu rồi. Bà này cũng nhiều mã đẹp này, toàn mã đẹp thôi. Khách hàng từ chối nhận hàng, điên chưa? Đây đơn bom này, nhìn của em này, nó tròn như cái này, thế mà khách từ chối nhận hàng, hàng đẹp như này. Cái hàng này là hàng đợt đầu like, đợt lầu clip, bây giờ nó mới về chắc ở xa. Đợt này là đợt, ủa đẹp chưa này, đẹp xuất sắc. Lên livestream cho em thì để em tặng đơn bom, là coi như lời xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi với các chế này. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Ba cái này toàn là ba cái hot hit thôi mọi người ơi. Nhanh tay chia sẻ cho em. Nhanh tay chia sẻ cho em để em bán cho mọi người giá không tưởng luôn. Hôm nay là tặng hết cho mọi người luôn này. Tặng hết cho mọi người ơi, toàn mã đẹp thôi này. Mã này đẹp này. Comment của em tặng cho em một cái áo đi à. Cái áo này là hàng mông Togi nhá. Em coi như là lời xin lỗi của em với mọi người này. Coi như là lời xin lỗi của em với mọi người. Như Quỳnh ơi, mạng nhà em bị làm sao ấy. Giờ này mạng nhà em cứ bị đơ ấy. Comment của em một ba tặng các chế. Comment của em một ba tặng này, một ba tặng này. Một ma tặng siêu xinh, một ma tặng cho em, một ma tặng cho em. Cái mã này là cổ len mông Togi giả cổ nhá. Giả cổ sơ mi rất đẹp này. Chia sẻ cho em coi như một lời xin lỗi của em với mọi người nhá. Nhưng mà nhớ là vẫn là chia sẻ cho cháu nó nhá mọi người nhá. Chia sẻ lên cho em này. Hôm nay chia sẻ càng nhiều em bán hàng càng giá rẻ luôn này. Cực kỳ đẹp luôn này. Xinh cho mọi người, có cả lót nỉ hôm nay rất nhiều mã luôn. Em toàn hàng đẹp thôi. Chia sẻ lên cho em mọi người ơi. Chia sẻ lên cho em. Comment của em một mã tặng này, comment của em một mã tặng này. Mã này đẹp lắm mọi người, mặc với chân váy rất là nhẹ nhàng, rất là xinh luôn. Chia sẻ lên cho em nha, đây hai mã đều đẹp, đẹp này. Chia sẻ lên hôm nay bán cho mọi người luôn. Cực kỳ đẹp, một mã tặng cho em. Một mã tặng cho em nha, một mã tặng cho em này. Trời ơi, hàng này đẹp quá luôn này. Một mã tặng cho em này. Tiếp theo nữa này, một cái áo tặng luôn này, hai cái áo đều tặng này. Cái mã này nó chỉ bị dính một tí ở đây thôi mọi người, chắc là băng dính ấy mọi người. Về hàng này đẹp xuất sắc luôn, nhìn của em này. Mọi người nhìn của em là mọi người, em để mọi người nhìn của em cái tay này, mọi người biết đây nó là hàng đẹp rồi. Đẹp mê ly luôn. Comment của em có hai cái tặng mọi người nhá. Comment tặng cho em này, chốt cho em một mã tặng này, chia sẻ 10 nhóm nhanh tay cho em. Chia sẻ 10 nhóm nhanh tay cho em, comment của em một mã tặng này. Ok, Yến Đặng chia sẻ 20 nhóm rồi, chốt tặng Yến Đặng cho em. Tặng Yến Đặng này. Yến Đặng cho em nữa này. Đấy hàng đơn bom này mọi người nhá. Đừng bom hàng của em bởi vì hôm nay em rất là hiền lành nên em không chửi. Hôm nay Quỳnh là Quỳnh chứ không phải là Quỳnh, là Quỳnh tâm cám này. Tặng cho em một mã nữa này. Trời ơi mã này thì mê lê tê nhê luôn. Mã này ai mà nhận được này. Cũng là hàng Quảng Châu, chất rất đẹp. Nhìn của em này, mã này mọi người mặc cực kỳ xinh luôn. Mọi người mặc với cái gì cũng đẹp này, mặc với cái gì cũng đẹp. Mã này mọi người mặc với cái gì cũng đẹp này. Tặng cho em một chiếc nữa này. Chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream giúp em này. Chia sẻ lên cho em, mọi người yêu em, mọi người thương em, mọi người chia sẻ lên cho em đi ạ. Để em bán cho mọi người một cái chiếc này nữa cũng giá rất là đẹp này. Bao nhiêu đi anh? Đẹp lắm luôn, cái áo này mọi người mặc thì phê cực kỳ luôn này. Đợt em bán là bao nhiêu người hỏi cái mã này luôn này. Bao nhiêu người lúc sau hỏi cho mình này. Đây. Để mình mã 20 là mã nào? À lộn lên. Đẹp xuất sắc cho mọi người nhìn này. Cái áo len này chất rất đẹp mọi người nhá. Cổ cực kỳ xinh này. 43 chiếc nhầm chị Nguyễn Phương Thúy có hàng này, chia sẻ lên cho em. Tình yêu là chia sẻ, nhớ là mọi em mới chia sẻ 5-10 nhóm, mỗi người một lần chia sẻ livestream thôi. Ok mọi người, lên dạ cho em đi anh. Còn cọc dạ đâu? Còn chút. Mã này comment của em một mã tặng cho em nữa này, một mã tặng cho em này. Dạ sẽ có dạ nữa cho mọi người nha, một mã tặng cho em này. Ok. Cho tặng Thiện Tâm nữa này. Ok, tặng Thiện Tâm cho em, chia sẻ nhanh tay nhất luôn này. Ok, yên tâm mà em không tin dị các chế đâu ạ. Mọi người mua hàng nghe thì mọi người biết. Mọi người cứ thử, mọi người để ra, mọi người để dành ra đi ạ. Mọi người sẽ biết ngay là khách nào em comment nhiều, khách nào comment nhanh là em bên em check được luôn là mọi người nha. Lên trên một mã nữa này. Đây. Cực kỳ đẹp luôn, cái mã này mọi người mặc với cả quần legging cho em bởi vì trên này nó xẻ. Một mã này cũng xả cho em một giá cực kỳ đẹp đây. Hàng Quảng Châu túi zip cho em, cái mã em bỏ ra rồi này. Hàng Quảng Châu túi zip cho em này, mã lót lông mọi người mặc với cả chân váy cũng đẹp. Mọi người mặc với cả hàng theo cho em nhé, mặc chân váy cũng đẹp này. Một mã này duy nhất một ngày hôm nay cho em bán cho em 49.000. Không ai bán một cái áo này 49.000 đâu ạ. Áo dáng dài cho em để mọi người mặc với quần legging hoặc mọi người mặc với chân váy rất đẹp. Mã 4 mấy cho em đây, đẹp lắm luôn này, có hình quả bông đẹp kinh khủng luôn này. Mã này hàng theo hình chó hình cừu này, nhìn của em này, nhìn của em cái chất này. Nhìn của em cái chất luôn này. Mã này mọi người để cho mọi người mặc nhá, nó là form dáng suông. 44 cho em 49.000 một đầu luôn này. Nhanh tay thì còn nha mọi người, mặc cho em này. Đẹp lắm luôn này, mã 44 cho em này. Nhanh tay thì còn ạ. Vừa nãy 43 Nguyễn Ngân Khánh có hai cái nhá. 44 cho em này, Nguyễn Ngân Khánh này. Nguyễn Khánh cho em 49.000 này, một mã đầu livestream cho em nhá, 49.000 đợi tí mã này. 44 này, Như Quỳnh này, đẹp ngất luôn ạ, Như Quỳnh cho em này. 49.000 cho em này. 44 thì Trang Quỳnh có hàng này. Trang Quỳnh cho em này. 49.000 cho em này. 44 nhanh tay còn cho em này, 49.000 đầu livestream, mã này rất đẹp. Có màu xanh rêu là màu hot nhất và màu sạch nhất rồi nên là em sẽ không
không không lấy màu khác nữa tình yêu ơi. Nhung Kelly 57. 44 này Nhung Kelly đủ, Nhung Kelly luôn này. 44 này Nhung Kelly này. Nhung Kelly cho em 49 nghìn này, ok này. 44 chốt cho em Nhi Vinky này. Nhanh tay thì còn nha, mã này 49 nghìn cho em này, ok. 44 lát thì Lan Hương này. Mã này đẹp lắm luôn này. 49 nghìn cho em này, ok. 44 Winnie Sunny hết cho em. À đây còn một mã nữa này. 44 Nhung Kelly có hàng này. 49 nghìn chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ lên cho em bán giá không tưởng luôn. Đây. Không, mọi người lại bảo là em nói điêu này. Má này đẹp lắm, nó là dáng váy. Mọi người mặc quần legging rất đẹp, dáng váy này. 44 nhanh tay cho em, 44 nhanh tay cho em này. Hết tiền chuẩn luôn. Riêng Như Quỳnh thì cho nợ. Xinh lắm luôn này, mã 44 còn một chiếc nữa này. 49.000 mặc với quần legging quá phê. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. 44 cho em này. 49.000 cho em, nhanh tay, ngang ngố có hàng ạ. Ngang ngố, má này đẹp nha, dáng rộng cho em này. Ngang ngố cho em, ok. Lát thì Lan Hương có hàng rồi. 44 còn một chiếc cuối cùng nữa em hết ạ. Không câu view các trẻ ơi, mọi người mua hàng em thì mọi người biết nè, không có câu view đâu á. Đây lên một mã nữa này, mã này vừa rồi chị nào chưa chốt thì chốt nhanh tay cho em. Nhung Kelly có hàng. Ok, 44 chị Trịnh Phượng mặc của em với quần legging nhá, mọi người mặc cho em nhá, bởi vì mã này là giá form dáng rộng nhá. 44 cho em Trịnh Phượng có hàng này. Đẹp lắm luôn. 44 Trịnh Phượng có hàng cho em này. Trời ơi. 44 Trịnh Phượng có hàng cho em này. Ngang ngồi có hàng rồi, 44 Trịnh Phượng có hàng này. Đây bị tặng cũng xinh luôn ạ. Ngang ngồi có hàng này, Trịnh Phượng cho em này. Hàng chất rất ok luôn ạ, 49.000 cho em, ok. Lên một mã nữa, mã này cũng chị nào chưa chốt được thì chốt nhanh lên. Đây của em. Mã này chất rất phê luôn này. Vừa đẹp hơn đúng không? Mã này để cho em lại 35.000 thôi. Quá đẹp luôn, dáng váy mọi người mặc về đi ngủ cho em này. Một cái váy nỉ mọi người nhá. Một cái váy nỉ cho em này, 35.000 này, chất váy nỉ này rất đẹp ạ. Chất váy nỉ này cho em này. Chất váy nỉ này cho em rất đẹp này. Mọi người mặc cho em bởi vì váy nỉ nó là và dáng giống như ở váy ngủ mọi người mặc ở nhà với quần legging mùa đông ấy. Mặc rất đẹp. Đây em bán cho mọi người 35.000 luôn này một cái váy nỉ nhá. Váy nỉ này chất rất là mềm mại mọi người ạ, chất rất là mềm này. Mặc mọi người mặc đi ngủ hoặc mọi người mặc kiểu với quần legging bên trong rất ok luôn, chất mềm mọi người nhá. 35.000 cho em này, chất mềm váy cho em này. 35.000 cho em váy này ạ. Chị nào chưa chốt được cái váy vừa rồi mọi người chốt đi ạ. Đây ạ. 35.000 cho em rất đẹp nha mọi người nha. Mặc bên trong giống kiểu mọi người mặc quần legging này, cực kỳ xinh luôn. 45 cho em này, ok. 45 cho em này, Winnie Sunny này, 35.000 ạ. Chị nào chưa chốt được chốt cho em này. 45 này, Winnie Sunny, Bùi Hương này. 45 này, Winnie Sunny cho em này. 35.000 này, ok này. 45 Bùi Nhung cho em nhanh tay còn mấy chiếc ạ, Bùi Nhung cho em này. Bay lớp bay này. Ok, 45 bay lớp bay cho em này. Bay đơn đi rồi nhá. Đơn đi rồi à, bay lớp bay cho em này. 35.000 này, ok này. 45 cho em này. Ok, 35.000 cho em, còn 2 chiếc nữa lấy cọc niếp cho em đi. Để lấy chân váy, lên chân váy cho em nhá. Xinh lắm luôn, chia sẻ nhanh tay cho Phạm em. Lụa ai? Phạm Thị Lụa. Ok, Phạm Thị Lụa cho em này. Má này mọi người mặc ở nhà rất xinh. Cực kỳ là chất lót nỉ nhá, chất nỉ à váy nỉ này, chất mềm mại luôn mọi người nha, mặc ở nhà này. 45 cho em, 45 cho em ngang ngồ có hàng nha. Chất nó là chất mềm mọi người nhá, không mọi người về mọi người lại bảo em này em chết mất bởi nó em bán cho mọi người mặc đi ngủ mà. Ok, áo len cho áo len lên cho mấy cậu áo len nhá. 45 cho em này, ok, ngang ngồ có hàng này. Hết rồi. Từ từ. 45 ngang ngố này lên cho em khoác nỉ nhá. 45 này. Ngang ngố cho em này. Bao nhiêu tiền đấy nhở? 35.000 thôi. Đấy hết cho em cái này còn không bằng tiền túi luôn đấy đây. Áo nỉ này em không biết là từ từ em xem đã, cái áo nó như nào đâu. Bỏ đâu em cái lấy cái kéo cho em cái. Không cần đâu. Đây mọi người nhìn này. Cái hàng này là hàng áo nỉ cho em rất đẹp này. Áo nỉ cho em này, em bán hàng không câu like đâu, nếu như câu like em đã bán rồi này, sau đó trên lên để ôi đẹp quá này. Ôi nỉ này thì gọi là một bộ nỉ cho em, một bộ nỉ cho em. Trời ơi. Cái này em tưởng là một bộ nỉ cho em này có sai đấy. Một bộ nỉ cho em này. Một bộ nỉ cho em ở đây thì là có 3 bộ nỉ cho em, bán cho em bộ nỉ này rất đẹp nhá. Bộ nỉ này bình thường mọi người mua là một bộ nỉ là phải tầm khoảng độ 200. Bộ nỉ này form dáng rộng cho em mọi người tầm khoảng 50 55 cân mặc thoải mái nên nỉ lót lông cho em này. Nỉ lót lông rất đẹp luôn, cả một bộ cho em bán cho em 100.000 bộ thôi ạ. Bộ nỉ này 100.000 bộ nhanh tay cho em này, còn 3 bộ chị nào nhanh tay nhất này. Bên trong lót nỉ nhá, rất đẹp luôn, nỉ này chất cực đẹp, màu xanh than mặc quá đẹp rồi. 50 55 cân mặc cho em này. Nỉ này bao nhiêu đây? 100.000 nó rất đẹp. Riêng cái áo khoác này mọi người mua ở ngoài đây. Riêng một mình cái áo khoác nỉ này thôi chứ chưa nói gì đến là cái quần nỉ cả một bộ cả đây đẹp chưa? 46 này Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. Mọi người nha, form dáng rộng mọi người nha. 46 này. 46 cho em Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. 46 này ai? Nguyễn Ngân Khánh với Nguyễn Thị Thanh. 46 này chắc chắn mua hàng cho em nha, 100.000 này, đẹp lắm luôn này. Nguyễn Ngân Khánh này. Ok cho em. Nguyễn Thị Thanh này. 46 này. 100.000 cho em này. Nguyễn Thị Thanh này. Nguyễn Thị Thanh này, má này mọi người mặc rất thích luôn này, Nguyễn Thị Thanh cho em này. Ok này, 46 thu trang Trương Nguyễn hết cho em này. Đẹp xuất sắc luôn, 46 thu trang Trương Nguyễn hết cho em này. Mấy giờ rồi nhỉ?
46 chị Thu Trang Trương Nguyễn chia sẻ lên cho em các chị. Bộ này nỉ này. Trời ơi. Không dám khoe bởi khoe nhiều sợ bị ăn đập. Đây thì sao? 46 thôi rồi nó là cái bộ khác. Đây hai bộ khác. 46 đúc vào cho em cái ghi hộ em Thu Trang Trương Nguyễn cái. Lên xem một bộ nỉ khác, đây mới là bộ nỉ đẹp. Em cầm bút cho ghi hộ con cái. Cái này là hai áo á, hay là ồ đấy. Cái này nó là trời ơi. Sao nhiều dữ vậy? Đây nha. Cái a, trời ơi bộ nỉ này là có 3 sản phẩm luôn. Bộ nỉ này còn 3 sản phẩm luôn, chị nào nhanh tay thì còn này. Đẹp lắm luôn này, cũng 100.000 cho em, rất đẹp. Nỉ này là nỉ bông cho em nhưng đẹp lắm mọi người ạ. Bộ này thì là form nhỏ cho em nhá. Đây này, hàng Quảng Châu này. 3 sản phẩm này mọi người nhá, một cái áo như này cho em này. Một cái áo khoác gọi là nó gọi là một cái khoác mã này mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em này, một cái khoác đẹp chưa? Bộ này ai nhanh tay thì được, còn đúng hai bộ em còn sót kho dọn này. Bộ này bên kia nó còn đang xả là 400 riêng một cái áo này mọi người mua đã 100 rồi. Mà nó gồm 3 sản phẩm, chia sẻ nhanh tay cho em 3 sản phẩm cho em nỉ bông rồi, một cái khoác phao này, 3 sản phẩm luôn này, 100.000 đẹp chưa? Trời ơi. Khoác này bình thường một cái mọi người đã biết em bán bao nhiêu tiền không? Đấy, nên là thành ra là duy nhất ngày hôm nay cho em có cả mũ nha mọi người nha, 3 sản phẩm cho em này. Bộ 3 sản phẩm cho em rất đẹp này, nột nỉ phao, một khoác phao, một quần này, đẹp xuất sắc chưa? Nỉ phao là cái gì? Cái này nỉ đây, cái này là nỉ phao đấy. Bên trong của nó là phao luôn anh. Đây anh sờ một xem, bên trong của nó phao này, mặc rất ấm luôn này. Mã 4 mấy đấy? Nó là trần bông. Trần bông của mã bao nhiêu đấy? 47 anh này anh ghi cho em chưa? Cái này của ai ấy nhở? Không đổi nhá. Không đổi cho em đâu ạ. Mã này bao nhiêu đấy? 47 cho em này. Cái này mã 46 của này của ai? Bộ này của ai đây? Ở Thu Trang Trương Nguyễn. Thu Trang Trương Nguyễn này. 47 bé còi này. Không đổi giúp em các tình yêu nhá. Mã này bởi vì là em thiên cho mọi người thôi chứ mã này 47 cho em này. Bé còi này. 100.000 cho em này. Okay. Ờ hai bộ 47 chốt cho em này. Đẹp lắm luôn này, 3 sản phẩm luôn này. Nguyễn Ngân 46 không phải đâu, 46 xanh làm gì có. 47 Nguyễn Thủy Dung có hàng này, 3 sản phẩm nha chị Dung ơi. Đây này, bên trong trần bông này, bên Nguyễn Thủy Dung cho em hết hàng. Đẹp lắm cả 3 sản phẩm luôn mọi người, về mặc té le. Không hết được cho em này, giày dã man luôn 100.000 này. Chia sẻ livestream giúp em nhá. Nào lên chân váy cho em này, lên tiếp cho em đi anh. Lên thêm mãi thôi. Cũng có cọc đi lên nữa thôi. Chân váy này. Đi lên đâu? Đi lên này. Ừ. Anh lên tiếp cho em đi. 47 cho em này. Đến đúng 10 giờ thì like, ở từ đúng 10 giờ thì về nhá. 10 giờ thì về nhá. Mà 47 cho em này. 100.000 này, chốt ai đi anh? À chốt ai đây? Nguyễn Thủy Dung này. Đẹp lắm luôn mọi người nhá. 47 này Nguyễn Thủy Dung cho em này. Nào, lên chân váy cho em này, chân váy này đồng giá cho em nhá. Có mấy mắt kia đến sẽ để cho mọi người giá rẻ thôi. Chân váy đẹp lắm luôn ấy. Tán không biết bao nhiêu cái rồi. Chân váy này, nhân viên em cũng khen đẹp lắm. Đây nha. Ba cái này cho em chốt trước này, size bao nhiêu đây ạ? Chân váy zip cho em đồng giá này. Chia sẻ livestream lên cho em nhá. Riêng chân váy mọi người nhìn đâu ạ? Nặng trịch luôn này. Ôi. Cái chân váy này đẹp xuất sắc luôn, ai mà nhận cái chân váy này chỉ có mê ổ. Đẹp chưa? Trời ơi cái chân váy này phải gọi là em nói thật mọi người luôn này. Ba bao nhiêu đây? Size gì đây? Size L này, đẹp chưa? 50.000 một cái chân váy dạ cho em này, xem có size không đã nhá mọi người nhá. Em sai đã từng comment trước hộ em, comment kèm cân thì comment kèm cân cho em này. M này, đẹp chưa, nhìn hộ em cái chân váy này. Hàng dạ cho em này, hàng đẹp luôn này, hàng Quảng Châu này. Bởi vì ở đây nó hơi bị lóa một tí thôi này, đẹp xuất sắc chưa. Hàng túi zip đây cho mọi người xem này, không phải bảo em nói điêu nữa. Đây. Lên cho em. Đẹp lắm luôn này, còn cái size bao nhiêu đây. Cái này là cho em là 2M, M tầm khoảng độ 47 cân mặc ok cho em nhá. Comment kèm cân cho em này, 50.000 một cái, chân váy này đẹp lắm luôn này. Đẹp xuất sắc luôn này, không đẹp không lấy tiền chân váy dạ cho em nhá. Hàng bên trong của lót này rất đẹp, chân váy này cực kỳ đẹp này. Rất là đẹp, cái này mọi người có thể chỉnh được nhá. Cái nơ này mọi người có thể chỉnh, mọi người thích để nơ thì mọi người để nơ này. Mã này bao nhiêu đấy? 48 cho em này, 48 cho em này. 48 cho em, 48 cho em này, có 3 cái. Comment kèm ok chị Winnie Sunny để bà lấy size L đi, chị bảo Winnie Sunny bởi vì size L này là size L nhỏ. 48 cho em này, ok hoa pha lê 41 cân không vừa đâu. 48 cho em Nhi Binky ok. 48 này. Ờ Winnie tiền, Sunny này tiền. 50.000 thôi. 48 này, Nhi Binky này, còn một người nữa thôi là hết này. 48 Nhi Binky cho em này, đẹp xuất sắc 50.000 cái chân váy dạ dày cộp. 48 cho em này, lên cho em một mã này nữa nhá. Hết rồi, cảm ơn Phạm rồi. Nhi Binky cho em này. Mã này chân váy form nhỏ nhá. Nên là em để cho mọi người em cân size cho mọi người. 48 Nhi Binky có hàng này, còn đúng một chiếc thôi là hết này. Đẹp lắm luôn này. Đẹp lắm luôn. 48 còn một cái size tầm khoảng 45 cân đến 47 cân mặc ok. Luyến Nguyễn này. Ok, Luyến Nguyễn cho em này. Đẹp lắm luôn. 48 này. 48 cho em này, Luyến Nguyễn này hết này. 48 em hết rồi mọi người ơi. 48 Luyến Nguyễn cho em này. 50.000 cái chân váy này. Ok, 48 cho em này, hết cho em luôn đây. Đây.
Trang cho em một cái chân váy này nữa cho em này. Chân váy này mỗi mẫu còn một mấy chiếc đây. Ở đây chân váy này xuất cho em đã. Xả cho em chân váy này nhá. Chân váy này là cháy hàng bao nhiêu hôm nay mới về được cái chân váy này đây ạ. Em chân váy này rất đẹp. Trời ơi, khỏi phải nói luôn, anh xem size của em cái. Còn đúng mấy cái được bán cho em này. Cái size này rất đẹp luôn này. Mai mọi người tầm khoảng 50 cân mặc ok cho em, bởi đằng sau nó có chun 50 55 cân mặc ok cho em, trước có khúc nhá, 48.000 cho em này. Nó cũng hơi dạ, nó cũng chất của nó rất là dày. 50 55 cân mặc cho em mã 49 này, 49 cho em này. Chân váy này rất đẹp, hot hit bao nhiêu ngày hôm nay rồi ạ. Ở đây của nó có túi nhá, mắt này em không thử đâu, em mà thử chắc là các chị đánh em mất. Chân váy rất đẹp này, 50.000 cho em này. Nó là hàng Quảng Châu mọi người nha, em không bán hàng xưởng Việt Nam ạ. Mắt này cho em này, 50 55 cân mặc ok cho em nhá, mã 49 cho em này. 49 cho em này, 48.000 thôi. Thôi xả bán 50 nó bán 48.000 thôi. Mã 49 cho em này thôi. Mọi người chốt tròn nhá, comment của em 49.000 luôn. 49.000 luôn này. 49.000 luôn cho em này. Giữa nhà 49.000 luôn, hết M rồi, mã 49 cho em. 49.000 luôn này. Ok Winnie Sunny có hàng, mã này đẹp lắm luôn, cháy bao nhiêu lâu nay. Sunny có hàng này. Tình yêu Tiểu Quyên ơi, bà không vừa đâu bà ơi, có size L thôi, tình yêu. Ờ. Nhanh tay cho em. 49 thì Tiểu Quyên không vừa nhá tình yêu ơi. 50 55 cân mặc đẹp cho em này. Nhi Binh Kim mua về bán à, Nhi Binh Kim. Nhi Binh Kim này. Ok, 49 tốt tiếp cho em của một chân váy cuối cùng. Nhanh tay, nhanh tay. 49 nhanh tay cho em, Nhi Binh Kim có hàng nha, 49 Nhi Binh Kim có hàng rồi này. Nhanh tay cho em còn đúng một chiếc cuối cùng thôi, 49.000. Ờ váy này đẹp thật. Mà em vẫn bon bon không biết được cái size này nó nhỏ hơn size kia rồi em, tình yêu ơi. Nhưng mà đẹp nhở, cái váy chân váy này quá đẹp luôn mọi người về này. Vest chip có hàng này hết này. Vest chip có hàng cho em này. 49 vest chip hết này cho em này. Đây combo cho em nữa này. Hai váy luôn, vừa bán vừa tặng các chế này. Thôi cái váy này để riêng nhá, combo thêm áo len nữa này. Đẹp xuất sắc đấy mọi người ạ. Đây. Ôi trời ơi, cái áo len cổ ngọc thì khỏi phải nói, em mặc cho các chế xem nhá. Áo len này quá đẹp luôn, một chân váy một áo len cho em, đẹp quá trời ơi. Đây. Xinh lắm luôn đấy mọi người ạ. Chân váy này mát này mọi người mặc tầm khoảng 50 51 cân mặc cho em nhá. Đây mọi người nhìn nó em này, cái áo này rất đẹp luôn này. Đính cổ ngọc cho em này, tay của nó cực kỳ xinh này. Đây, combo này cho em vừa bán vừa tặng cho em luôn. Đẹp lắm luôn, chân váy dạ cho em nhá. 80.000 hai cái này, riêng một cái áo len bình thường người mua ở ngoài đã phải 80.000 rồi. Ở đây nó có một cái núm ngọc rất đẹp này, cổ thuyền nhá. 80.000 này, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream 50 cân mặc ok cho em nhá. 49 cân. Mã này 49 cân cho em này, màu rất xinh này, 49 cân cho em combo hai cái 80.000. Nhanh tay thì còn các tình yêu ơi, nhanh tay thì còn cho em này. Nhanh tay thì còn cho em này, mã bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đấy? 50 cho em này. 50 cho em combo hai cái rất đẹp. Trời ơi. Mã 50 cho em, 50 cho em. 50 cho em, nhanh tay 50 này. 50 cho em rất đẹp luôn, bay lớp bay có hàng luôn ạ. Nguyễn Thị Thanh có 46. 50 này, bay lớp bay này. Nguyễn Thị Thanh có 46 nhá. Bay lớp bay cho em này. 80.000 này, cái combo này ai mà nhận được quá là thích luôn. Trời ơi. Lên tiếp cho em này. Lên tiếp cho em này. Ừ. Một cái ma áo thêu. Hôm nay ai chưa vượt thì vượt. Hôm nay em chỉ dành cho các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Em clip tầm khoảng độ 30 phút nữa là em dừng like nhá, bởi vì là hôm nay em có việc. Em clip khoảng 30 phút nữa là em dừng like nhá, hôm nay em có việc này. Nên mọi người mua gì mọi người vượt nhanh lên nhá. Đây, một cái cọc áo nỉ thêu, trời ơi, áo nỉ để mặc vào thì gọi là phê tê nhê luôn. 50 hết rồi, 51 cho em một cái mã này. Mọi người em bán giá chưa từng có luôn này. Hôm nay chỉ duy nhất hôm nay thôi, nỉ thêu tay này. Nó là form dáng rộng cho em mọi người nhá. Nó là form dáng rộng bởi vì cái này mã này size form dáng rộng cho em. Nó là form dáng rộng cho em này, mặc rất đẹp. Nó là form dáng rộng cho em nhá. Nên em bán một cái giá không tưởng cho mọi người luôn. Hôm nay duy nhất ngày hôm nay cho em bán 55.000 một cái áo nỉ thêu. Trời ơi. Bán là mã này là lỗ luôn, nhưng mọi người phải chia sẻ livestream cho cháu nó nhá, nỉ thêu này. Bên trong lót nỉ này, mã này mọi người mặc cho em một cái quần dạ. Quần dạ nhá. Mã này màu trắng mặc cho em một quần dạ rất đẹp. 55.000 này. Nỉ lót lông mọi người nhìn đúng không? Lông này, đẹp lắm luôn. 55.000 hàng Quảng Châu cho em nhá. Hàng Quảng Châu cho em bao nhiêu đây? Đẹp lắm, thêu này. Mọi người mặc thích mặc form rộng cho em, bởi kiểu mọi người mua về mọi người mặc ở nhà thì cũng đã đẹp rồi, nhưng chưa nói gì đến mặc đi đâu chơi. Đây. Đẹp lắm luôn này, mã này mặc cực kỳ xinh, nó cũng không rộng lắm đâu, nó giống kiểu mọi người mặc cái dạ bên trong rất đẹp. Thiện Tâm 51. Ờ, mã bao nhiêu đấy? Thiện Tâm 51. Mã bốn mấy đây? 51 đúng không? Ừ. Thiện Tâm này. 55.000 à? Ờ, Thiện Tâm cho em mã 51 này. 55.000 cho em này. Tiểu Quyên. Ok này, form dáng rộng nha các chế, 51 cho em này. Tiểu Quyên này, đẹp lắm luôn ạ. 55.000 cho em này. 51 cho em nhanh dày, tay này. Dày, cái này dày. Cái này rất dày luôn này, cực kỳ đẹp luôn này. 51 này, Trần Yến Vi có hàng này. Trần Yến Vi này. Yến Vi cho em này. Là bao nhiêu nhỉ? 55.000 rẻ lắm luôn ấy. Áo thêu này. 51 Nhi Binh Kỳ này.
Nhưng Vinky này 55.000 cho em này, dày lắm luôn, tình yêu ơi, má này đem đi tặng mất nấc luôn. Có clip dạ đấy chị Giang cũng ơi. 51 này Nguyễn Hồng Anh, mọi người mua về mọi người mặc ở nhà chơi như em cũng xinh này, mặc với đẹp lắm luôn. Như Quỳnh ơi, nhưng má này mặc đẹp, thực sự má này mặc rất là đẹp. Nguyễn Hồng Anh. Chị có mẫu này rồi đấy. Ơ nhưng mà chị có mua đâu, 51 là chị có mẫu này rồi mà. Nhưng mà chị vẫn comment. Chị có comment mua nữa không nè? Vẫn 51 mà. Còn mấy chiếc thôi à? Nguyễn Hồng Anh chế có mua không chị Nguyễn Hồng Anh ơi? Nhật xù một cái này. 5 nhật xù này, hai cái 51 nhật xù hai cái. Nhật xù à? Cho em này, 55.000 đẹp quá. 51 này. Nhật xù. Nhật xù này. 55.000 này ok này. 51 vest chip này, nhanh tay thì còn ạ. Vest chip cho em này. 55.000 này. 51 chốt cho em nhật xù này, à đâu nhỉ? Ai nữa ạ? Gì nhỉ? Không biết nhật xù. Nhật xù chốt hai cái rồi. Còn đúng ba cái nữa là hết. Nhanh tay này, dày dã man luôn. Nhanh tay thì còn này, 51. An An bạn em hay sao? An An đúng rồi. An An cho em này. 51 Kiều Loan có hàng này. Kiều Loan cho em này. 55.000 cho em này. 51 còn một người nữa là hết sạch luôn này. Áo này mọi người mặc cái quần dạ rất đẹp luôn, nó là form theo đẹp xuất sắc luôn. Hình như không biết là Anna này có phải không? Không phải đâu. Không phải. Ok chị Nguyễn Hồng Anh mua thêm này. Ok tình yêu. 51 chị Nguyễn Hồng Anh mua thêm này. Bên trong lót lông mọi người nhá. Lót lông rất đẹp này, mặc mặc mịn cực kỳ luôn ấy. Mồ mốt trắng mốt luôn. Ok ok chị ngân hàng Nguyễn này. Phú Thọ đây còn gì. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. 51 chốt cho em này. Ok như Quỳnh nha, 51 chốt cho em là ai đấy? Cái gì nhỉ? Em Nguyễn Hồng Anh Kiều Loan đúng không? Nguyễn Hồng Anh có rồi mà. Chưa chốt, 55.000 thôi. Kiều Loan chốt rồi. Lòi ra hai cái. Không, Nguyễn Hồng Anh không. Đúng. Đây. Anh ơi tiếp cho em dạ đi, lên cho em một cọng dạ đi. Cọng dạ đẹp ấy. Kiều Loan xin số cả. Đây cho em một cọng dạ đẹp đi. Cả ngày hôm nay cả thanh xuân dùng chỉ để lấy hàng thôi. Đây cho em này. Hai áo cho em này, ôi áo nỉ này. Quần nỉ cho em này. Quần nỉ cho em rất đẹp này. Vest chip hết rồi, Nguyễn Hồng Anh có rồi này, 51 nếu mà mọi người không chốt này đây. Combo cho em luôn này, một váy một quần nỉ cho em luôn này. Để cho em luôn, tí nữa mọi người không lấy, anh cứ đi là 51 Dung Ngô đi, nếu mà còn. Ghi đi này. Anh chốt cho em, anh ghi đi, anh ghi bên cạnh Dung Ngô ơi thì sẽ thấy luôn. Đây, cả combo này, một quần nỉ, một chân váy len dài cho em này, mác quần nỉ này tầm khoảng độ 45 cân mặc ok cho em nhá. Hai cái này bán 50.000 lỗ luôn này. Hai cái 50.000 cho em nhanh tay thì còn các chế ơi. Hai cái 50.000 cho em, nhanh tay. Dưới 50 cân ok nhá, mã 51 à hay năm mấy đấy? 52 cho em, Thủy Dung cũng có này. 52 cho em này. 52 cho em này. Là 50.000 hai cái, một chân váy len với một cả quần nỉ luôn. 52 Thu Đỗ. Thu Đỗ có hàng. 52 Thu Đỗ có hàng cho em luôn này, ok ok. Lên tiếp cho em đi Tú, lên tiếp mã cho em đi. 52 bao tiền cơ? 50.000 hai cái. Cái váy len thì vừa nãy còn sót này. Một cái màu này rất xinh này, cái váy là cái váy len mọi người mặc mùa đông đi bốt rất đẹp nhá. Mùa đông mặc tất cái váy len này mặc đi bốt rất đẹp này. Đây. Cái dáng này chả dơ đâu bởi vì nó là quá đẹp rồi này. Váy cú đấy, hàng váy len này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người, váy len còn sót cho em một chiếc này xả cho em 80.000 này. Váy len này thôi khỏi nói, mọi người nhìn nó em chất len này. Khỏi nói luôn, còn đúng sót một chiếc duy nhất mà hàng len đẹp luôn, nó vừa nãy là nó trái màu. Nó trái màu thế nên là em mới bán thôi, mày 80.000 này mà 53 đúng không? 52 hết rồi nhiều ơi. 53 cho em này, 80.000 nhanh tay thì còn. Cái này còn sót đúng một chiếc ạ. Bởi vì em bị trái màu với cái kia nên em để lại này. Ok, sẽ lên chân váy tiếp nhá các tình yêu. Chân váy mọi người thích lắm luôn ý. Tú. Ok, không phải chị Nguyễn Hồng Anh. Bán rẻ như cho. Mà 53 đúng không? 53 chốt cho em này, nhanh tay chốt cho em. 80.000 53 cho em, còn một người duy nhất. Thôi chốt cho Thủy Dương đi anh. Thủy Dương cho em này. Nhà em đi đơn thứ hai sản phẩm nhá. Thùy Dương cho em này, ok dừng clip cho em. À chết nhầm. Lên tiếp cọc cho em đi anh. Cái mã này ở đây. Một khoác nỉ cho em này, lên cho em báo dạ ấy. Một khoác nỉ cho em rất đẹp này. Khoác nỉ cho em này. 53 là 80.000 luôn. Thùy Dương xin số cho anh. Thực sự cái khoác nỉ này chất rất là dày này. Và bên trong của nó là da báo. Mã này mọi người cho em nó giống như kiểu mình mặc áo freestyle ấy mọi người. Đấy, nó là giống kiểu là áo khoác nỉ dáng váy bên trong có lót da báo này. Đúng hot trend năm nay luôn, da báo này. Thùy Dương ơi, số điện thoại cho em này, Thùy Dương này, rất đẹp luôn này. Nguyên áo luôn. Ừ, bon bon ơi. Áo dạ ok, đợi tí em lên áo dạ cho mọi người nha. Mã này mọi người mặc này, nó là khoác ổ đẹp xuất sắc luôn. Mũ này, rất đẹp này. Mã này bán cho em 58.000 đi ạ. Mã dạ này rất đẹp, 58.000 cho em còn đúng 5 cái hay sao ấy. Nên bán rẻ cho mọi người luôn này. Trời ơi. Bao nhiêu? 58.000 cho em thôi, còn đúng mấy chiếc thôi. Mã này rất đẹp, siêu siêu đẹp luôn mã này. Nói chung là em nhập em nói là mã này lỗ luôn đấy mọi người ạ.
Đẹp lắm, trời má này đẹp lắm luôn. 58 mình có 5 cái giày như này mà. Một bịch có 5 cái mà nó giày như này cơ mà. Má bao nhiêu đây? Bao nhiêu đấy? 54 cho em này, bán đúng 5 cái thôi. 54 cho em. Duy nhất hôm nay thôi, còn lúc sau mà không có là bởi vì về nó rất là đắt này. Áo nỉ bông cho em này, đẹp lắm luôn này. Bên trong khoác da báo 54, Thiện Tâm có hàng này. Nhớ chuyển khoản cọc nhá Thiện Tâm ơi. Thiện Tâm lại là Hương. 54 này, ôi bút đâu rồi. Nhanh tay cho em. 54 này, Lã Thị Lan Hương cho em này. Thiện Tâm này, Lã Thị Lan Hương này. Lã Thị Lan Hương này. 58.000 này. Ok này, 54 này. Lã Thị Lan Hương này. 58.000 này, ok đợi tí này. Có phao già phần chị ok 58 này, đây em đứng lên cho mọi người xem nhá. Em đang mặc quần này, rất đẹp luôn này đấy. Nhanh tay thì còn đấy, em đứng lên cho mọi người xem này. 54 này, Nguyễn Thị Oanh có hàng này. 54 này. 58.000 này, Nguyễn Thị Oanh này. Chia sẻ lên giúp em nha. 54 của Nguyễn Phạm này. Cẩm Nguyễn Phạm này. Ok này. 54 chốt cho Winnie Sunny một cái này. Nhiều dã man đi bà. Trời ơi, khách nhà em mua toàn mua mấy tháng lương một lúc. Sợ thật sự đấy mọi người ạ. Trời ơi mọi người mua gì dữ vậy? Máy đẹp lắm, hàng Quảng Châu nỉ lót một tí mà. Nóng hết cả người này. Còn cái nào không? Có, còn một cái duy nhất. Trời ơi, Hoàng Ngân ơi, Hoàng Ngân mà trả lời câu đấy thì chịu thật. Các bạn chốt cho Winnie Sunny rồi mà. Ờ, 54 còn một người nữa thôi. Cái này dày quá này. Hỏi câu là hàng len hay là hen len kiện thì em sợ, bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mà mọi người để ý, mọi người tinh ý ra thì mọi người biết hàng len kiện nhàn tình có hàng này. Nếu như mọi người biết là len kiện thì làm gì có 5-10 chiếc một cái hả mọi người? Mọi người hỏi câu đấy mọi người không để ý à? Chị nào hỏi câu đấy đây? Trời ơi, chị nào hỏi câu đấy 54, chị nào hỏi câu đấy mà không để ý cho em à? Hàng đẹp như này làm gì mà chốt 10 cái một lúc, ai đi mua hàng thùng cũng thế thôi. Trước kia nói thật mọi người thì không biết là mọi người như thế nào, nhưng em là một đứa nghiện hàng thùng. Em thề mọi người, bởi vì sao lại nghiện? Có phải là tất nhiên là ai thì ai chẳng muốn mua hàng mới đúng không? To hết rồi. Ai đấy chẳng muốn mua hàng mới, anh chốt cho em hai cái này không có túi để cho em cái túi nào đi. Để cho em đây cái túi đang xoay này. Hai cái. Ai mà chẳng muốn mua hàng mới đúng không mọi người? Tất nhiên là không ai muốn mua hàng thùng cả. Hàng thùng muốn mua là bởi vì nó rẻ hơn, thực sự luôn. Em tâm sự mọi người thấy mà mọi người lại hỏi em đây này, nhìn của em. Riêng một mẫu của em đã có tầm khoảng 30 cái rồi, riêng livestream chốt một mẫu. Hôm nào mà ăn mẫu riêng một livestream có nghĩa là một ngày livestream gần 100 mẫu. Gần 100 mẫu mọi người biết sao, bởi vì chốt ở livestream đây là nó rơi vào tầm khoảng độ 30 mẫu, 20 mẫu, 20 chiếc. 20 chiếc anh Đức qua cho em đi chốt nhật xù với cả ai nữa ấy? Nhàn tình. Làm gì có nhật xù. Thế chốt ra nhàn tình với ai? Nguyễn Thị Oanh với nhàn tình. Nguyễn Thị Oanh có rồi. Bởi vì sao mọi người hiểu là ai cũng thích mua hàng mới hết. Thật đấy. Em Nguyễn Thị Oanh em chốt rồi. Bây giờ anh chốt cho nhàn tình với nhật xù thôi. Đọc tên rồi mà. Lúc đấy em bảo còn một cái thì anh bảo là chốt cho nhàn tình. Thế thì có một cái em mặc nữa. Có một cái mặc nữa mà. Nên là em tâm sự mỏng mọi người tí. Ừ ok Hoàng Ngân, không có vấn đề gì cả. Em chỉ tâm sự mọi người thôi mà mua rất nhiều rồi. Bao nhiêu đây? 58.000 cho em này. 54 này. Nhàn tình này. Áo này mọi người mặc chất rất là ok nhá. Chị Nguyễn Hồng Anh ơi, cái áo mà em, cái áo mà em chốt cho chị màu đấy là nó là dáng rộng nhá. Em nói mọi người là dáng rộng, em mặc luôn cho mọi người biết đấy. Không mọi người bảo em ở đây đưa cái áo đấy. Không mọi người lại bảo em là eo Quỳnh ơi bán hàng kiểu gì thì em sợ lắm. Chỉ có sợ mọi người lại bảo bán hàng kiểu gì mình giật mình. Toàn áo đẹp thôi. 54 chốt cho em nhật xù là hết này. Nhật xù này. Ok 58.000 lên chiếc cho em đi. Xem có chân váy không? Lên cho cọc chân váy đi Tú. Hoặc lên mông tu ghi cũng được. Tú lên cho em đi. Sợ dã man. Ơ cái này còn sót này, trời ơi. Cái này còn sót mất một cái. À đâu, cái này còn sót chân váy. Nào thì lên nốt chân váy cho em. Hai màu chân váy này rất là tây này. Thực sự hai màu chân váy rất là tây. Em còn sót cho mọi người nha. Đây hai cái màu chân váy rất là tây này. Một màu cho em lên hai cái chân váy này. Bán cho em lỗ luôn này, 50 này. Lỗ cho em luôn 50.000 hai cái này. Cái form chân váy này em thấy nó sang ngang ngang nhau nhá. Nó rơi vào tầm khoảng độ 49 cân mặc ok, 48-49 cân cho em này. Cái chân váy đen thì một cái thì khỏi quảng cáo luôn, hai cái 50 cho em này. Chân váy rất đẹp, màu cực kỳ xinh này, chân váy này cũng đẹp này. Bên trong của nó có quần nhá, màu rất tây này. Hai cái 50 cho em này. Bán lỗ luôn đấy ạ. Chân váy cho em nhỉ, chân váy cho em này. Đừng lấy hè anh ơi, đừng lấy hè xuống đã. Không phải đừng lấy hè. Đừng lấy hè xuống. Chân váy hai cái này. Chân váy hai cái lấy hàng lô kia cơ mà, lô 2000 đi. Lô 2000 cơ mà anh. Lô 2000 của mình đưa về 500 ấy. Chỉ thích xem chị clip duyên dã man, kể cả không chốt được gì
khổ thân em. Biển comment đấy, biển comment đấy. Má này má 55 đúng không? Ồ 55 này. 55 này, 49 50 cân ok này, 55 này. 55 này, Thúy Thúy ok này. Thúy Thúy cho em 50.000 hai cái, chân váy màu rất tây này. Lấy lô 2.000 nhá. Không chắc phải dùng lít anh ạ. Còn bán ấy không? Thật sự đấy. Hôm nay chốt một lúc mà cảm giác kiểu là cả bầu trời sụp đổ này. Cái mẫu này em còn sót một cái váy này, trời ơi, hôm nay cậu em thề luôn. Mọi người vào xem Facebook Vân Nhi ấy, mọi người sẽ thấy một cái váy này bán 450.000. Em thật sự mọi người ra cái shop của Vân Nhi, mọi người sờ cái váy này mọi người sẽ thấy luôn này. Hôm nay nhà mình bán cho mọi người nha, 90.000 một cái này. Váy len này, váy len rất đẹp này, váy len nó là dáng váy len dáng rộng để đi bốt nhá. 90.000 một cái cho em này, nhanh tay thì còn mã 56 đúng không? 56 cho em. 56 cho em này, 90.000 này. 56 cho em này, 90.000 này. Gì đấy? 56 cho em này, 90.000 này. 56 cho em này. 56 cho em 90.000 mọi người ơi. Công nhận là để em dễ tính nhất trong những người bán hàng. Mỗi tôi biển comment 56 duyên bình ngô. Môi duyên cực. 56 duyên bình ngô có hàng này. Tớ luôn này. Chuẩn luôn đấy. Mỗi tôi là Facebook của em biển comment. Thật sự đúng, thật sự là xem lại xong công nhận là em dễ tính nhất. Chuẩn là em dễ tính mà. Em bán hàng dễ tính lắm, mọi người sao cũng được. Quan trọng là mọi người lấy hàng thôi, chứ còn sao cũng được. Ví dụ nhá, em thật sự là đây là tâm sự mỏng. Có những khách mà lấy hàng tầm khoảng độ 4-5 triệu một lúc, thực sự luôn. Bảo là chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh chị để cho em dồn đơn đi, tháng em chưa có lương. Ừ, ok dồn đơn mày chắc chắn lấy cho chị cũng được. Nguyễn Thị Thanh đủ đơn rồi mà, 3 cái rồi mà. 3 đấy. Cái gì đó. Đây, mã này cho em nữa này, một cái mã len trễ vai hôm nay cũng xả cho em đấy. Khen đi em bán giá rẻ cho. Khen dễ tính là bán giá rẻ ngay mà. Ừ, sẽ có chân váy mọi người từ từ nha, em lấy bán từ từ, có những chị thích len mỏng này. Mã này rất đẹp này. Áo trễ vai cho em, mã này em đã mặc một lần rồi và đã bán một lần rồi. Mã này hôm nay sale cho em 59.000 khỏi nói nhá mọi người. Mã này rất đẹp. Len mông tu ghi cho em dáng trễ vai nhá mọi người, mặc với cả chân váy đều xinh hết bởi vì cái len này cổ nó rất là đẹp này. Mọi người mặc cổ như này mới đẹp nhá. Đây, nó trễ vai nhẹ thôi mọi người nhá. Nó trễ vai nhẹ như này thôi ạ. Đây chờ em kiếm này. Nó trễ vai nhẹ như này thôi rất là xinh ạ. Đây ạ. Trễ vai nhẹ như này thôi rất là xinh và chất len rất đẹp, mặc giống kiểu tiểu thư công chúa ấy. Còn tầm khoảng 4 cái thôi, em để cho mọi người giá là 59.000 nhá. 4 cái đúng 4 cái luôn. 4 cái em để cho mọi người là 59.000 cho em ạ. 5 cái này, 4 cái, 5 cái cho em này. 59.000 cho em, mã này mặc không xinh không lấy tiền này. Bao nhiêu khách lấy cái này rất là xinh, mã này bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đây anh, mã bao nhiêu đây? 57 cho em đúng không? 57 cho em tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok cho em nhá. 57 cho em này, 59.000 này. 57 cho em này, 59.000 này. Mình ngô luôn này. Ok, Duy Bình Ngô, mã này mặc xinh Duy Bình Ngô rồi. Duy Bình Ngô này. Ok, mã bao nhiêu đây? Ok, Kim Ngân có hàng này. Đẹp lắm luôn mọi người, mỗi tuần mã này em mặc. Em nói em đang ấy khen mà có thèm trả lời người ta đâu, vịt bầu ơi, có như đấy vịt bầu luôn. Ok, 42 cân vừa, mã này 42 cân vừa. Minh Hồng Đặng có hàng này. 40 mấy nhở? 57 đúng không? Mai 57 Minh Hồng Đặng có lấy không ạ? Đây, Nguyễn Ngân Khánh này, mã này đẹp ạ. Bán giá quá rẻ cho các chế luôn này. 59.000 thôi, định bán đấy đấy. Nhanh tay thì còn Phúc Phan này. 57 này, Phúc Phan có hàng. À đâu, 357 đúng không? Ừ. 59.000 cho em này. 57 tiếp cho em nữa này, một áo vét cuối cùng chip. Là hết này, vét chip hết luôn này. Thực ra một cái mã này là lúc em nhập là em nhập rất đắt. Một mã này em thề mọi người là nhập đắt chứ không phải nhập rẻ. Nhưng hôm nay vì là các tình yêu khen em nhiều nên một mã này bán màu tím khoai môn rất đẹp này. Mã này cũng bán ấy luôn cho em này. 57 vét chip hết cho em này. 57 vét chip này. Vét chip cho em này. Đẹp lắm luôn, 459.000 này. Duy Bình Ngô mai ship luôn tình yêu ơi. Đây một mã nữa này. Mã này thực ra là em nhập cũng rất là đắt, không hề rẻ nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn một cái cọc này, cọc 5 của nó mà rất là dày. Phát này mọi người mua tặng mẹ thì sẽ ok, bởi em thấy cái màu tím cẩm này rất là nhẹ nhàng. Mà bên trong của nó có đá, các mẹ các bài thường thích những cái màu nó nhẹ nhàng này. Hoặc những cái màu này hoa nó thêu như này đấy. Hoặc những cái ủa cái nó đẹp rất đẹp này. Khoác cardigan mọi người mua tặng mẹ cũng được, mọi người mua cho mẹ, mọi người cho bà cho cũng được này. Rất đẹp, nó mã này hàng đẹp này. Khoác này rất đẹp mà chất của nó rất mềm, nó hàng lông gì thì không biết nhưng mà chất mềm. Mã này bán cho em, thực ra là cardigan thì thường là em sẽ bán mọi người là màu này màu tím cẩm nhá. Ngoài nó à màu này là màu tím khoai môn này, đẹp lắm luôn, chất rất là mềm. Màu rất đẹp này, mọi người mua cũng được mà mọi người mua tặng mẹ cũng được bởi vì cái màu này khoác này đẹp chưa mọi người ơi. Mặc xinh lắm, bình thường là màu cái áo như này em sẽ bán 100.000 nhưng mà vì mọi người mua tặng mẹ thế nên em sẽ bán cho mọi người là 82.000 thôi. Rất là đẹp, đúng mặc giá nhập 82.000 cho em. Bởi vì là áo này rất đẹp với mỗi cái mọi người, thật sự những cái nhiều nhất thì lại chỉ mọi người được 20.000, thật sự là cả công vận chuyển còn chẳng được ấy. Thế mọi người luôn bởi vì sao? Ví dụ như giả nhá thì nặng. Công vận chuyển thì mọi người biết là mười mấy nghìn một cân từ bên Quảng Châu về mọi người đã mua rồi. Đấy là còn vận chuyển nhiều đấy, chứ còn nếu mọi người cứ đặt hàng Quảng Châu em cứ 100.000 một cái luôn. Mã này màu tím khoai môn rất xinh này. Đẹp lắm luôn, mã bao nhiêu đấy anh? Đá này. Thêu này. Mã bao nhiêu đấy? 58 cho em này, 82.000 để mọi người mua tặng mẹ. Cái khoác cardigan nhá, mẹ rất là thích kiểu này luôn này.
Mã bao nhiêu đây? 58. Mọi người mặc cũng được nhá. Bao nhiêu? 58 cho em này, 82.000 cho em này, rất là đẹp luôn này. 58 cho em này. 82.000 này, mã này màu xinh lắm, ngoài xinh hơn 58 này. Ngọc Hân Phạm có hàng này. Ngọc Hân Phạm cho em này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 58 cho em này. Vũ Thị Hồng Nhung ơi, có đây Vũ Thị Hồng Nhung này, 58 cho em này. 82.000 này, màu này đẹp lắm luôn, chất đẹp luôn đấy mọi người ạ. Vũ Hồng Nhung ơi, có đây Vũ Hồng Nhung này, nhìn đồ em này. Hàng mịn lắm luôn, mua cho mẹ rất là thích bởi vì mẹ thích màu cái tím cẩm, màu nhẹ nhàng như này. Học Ngọc Hân Phạm có hàng này. 58 này. Ngọc Hân Phạm xin số điện thoại cho em này, 82.000 này. Mã này rất đẹp. Ok tình yêu ơi, Nguyễn Hương. Lên dạ đi. Mọi người đang bị hóng dạ ấy, kiểu xem cái livestream kia xong bây giờ bị hóng dạ ấy. Phương Thoa lên, Phương Thoa đi rồi nha, mã này đẹp xuất sắc luôn thề. 58 này. Hạnh Bích có hàng này. Hạnh Bích cho em này. Hạnh Bích cho em này. 82.000 này. 52 chốt ra nhá. 58 này, Duyên Bình Ngô này. Hạnh Bích xin số cho anh luôn. 82.000 này, ok này. Còn một chiếc cuối cùng này, đẹp lắm luôn, mã này không đẹp không lấy tiền cơ chế luôn ý. Ok, 58 lá thì lan hương này. Cái áo này lông thỏ cực kỳ xinh nhá. Lá thì lan hương hết này, đẹp quá. Rồi cái áo này có đây này, nhìn đồ em này. Đây bây giờ mới khoe nhá. Chưa bán đâu đây này. Nhìn đồ em này, hàng xịn luôn này. Winnie Sunny có hàng, lá thì lan hương có hàng. Đây, nhìn đồ em này. Hàng hãng luôn này. Chưa khoe nha. Cái này mà khoe biết ngay là thì nào cháy hàng này. Đây này. Ai mà nhận được cái áo này như chúng lục đắc luôn bởi vì lông nó rất đẹp. Mọi người sẽ được tặng kèm cho em này. Đây là nó là hàng hãng ở bên Trung Quốc này. Mọi người search ra là sao này. Sốt ra cái hàng hãng này ra này, mác của nó đều là dập nổi hết nhá. Các chế mà không mua cái mẫu này nó hơi bị phí luôn này nha. Bán quá rẻ luôn rồi các chế. Mã bao nhiêu đây anh? 58 cho em này. Lên nó dạ cho em đi anh. Nhàn tình đủ đơn rồi. Nhàn tình đủ đơn rồi tình yêu, còn đơn chờ mà. 58 này để cho em là lá thị lan hương đẹp lắm. Mã này mua tặng mẹ thì hơi bị hời luôn này. Có 82.000 thôi. Bên kia này, hàng hãng luôn, mọi người nhận cái mã này mọi người sẽ thấy hết rồi. 48 rồi. Mã này hết rồi cho em đấy. Livestream này sợ thật sự luôn đấy. Đây này lên cho em này. Không ngừng nghỉ luôn, đây mẫu 1. Còn một cái dạ này cho em này. Ôi dạ này đẹp chưa? Dạ này cho em này. Cái này còn dạ này chắc là dạ ok đấy mọi người. Ôi dạ đẹp hết. Còn sót một chiếc này. Dạ lót nỉ cho em. Form này form to, hàng cũng là hàng hãng cho em này. Còn sót mọi người nha, mọi người nhìn đồ em mọi người biết này. Toàn bộ đều là hàng rất đẹp, nỉ bông cho em. Mã này còn shop bán cho em 69.000 một cái. Ưu tiên các tình yêu form to. Tầm khoảng 55.000, 55 cân ok cho em này. 55 cân ok cho em, nỉ lót lông này. Cái áo này ai mà nhận được thì rất đẹp này. Nói chung nó là hàng hãng. À chứ nhầm, hàng ấy này rất là đẹp. Nỉ lót bông này, bao nhiêu đấy? Người ta mua mặc cứ bảo tặng mẹ. Thì nói chung là đấy là em nói thế. 59 cho em này. 59 cho em rất đẹp này. 59 cho em này. 69.000 ok Hạnh Bích này. Mã này đẹp. Thì lót bông rất đẹp luôn này. Tùy mọi người nhá, mọi người chọn bao tiền cơ? 59 là 69.000 rồi. 59 đúng rồi, 69.000. Hạnh Bích xin số cho anh. Hạnh Bích xin số thoại, Hạnh Bích cho em này. À đây. Hôm nay đây mọi người nha. Đây bây giờ mới quên này. Trời ơi, em thề em vượt được mấy combo áo bé nhưng nó là hàng áo nhỏ luôn. Mọi người nếu đi mua tặng nhà nào có con này, em thề đây mọi người nhìn em, mọi người biết này, nhìn em biết là áo này 36 măn này, đẹp xuất sắc luôn. Mã này mọi người biết em bán bao tiền không? Mọi người chia sẻ livestream với mã này em bán đúng thực sự là cái áo này em nhập rất đắt ạ. Không hề nhập rẻ một tí nào đâu ạ. Bên trong là đều là hàng hãng hết này. Đều là hàng hãng kia, là cái hàng này của Onavi này. Rất đẹp luôn, mã này bán cho em là bao nhiêu đây ạ? 20.000 một cái. 20.000 một cái cho em này. Từ 3 đến 6 măn mọi người nhá, từ 3 đến 6 măn cho em này. 20.000 một cái cho em này, đều là hàng hãng hết cho em nhá. Từ 3 đến 6 măn này. Hàng của Onavi nhưng mà Onavi là Onavi của Quảng Châu, Trung Quốc, thế nên là chất của nó rất đẹp. Bé gái từ 3 đến 6 măn cho em này. Đây. Ưng làm ý yêu yêu Hồng Anh ơi, riêng của nhận hàng của chị chỉ có thích thôi. Cái áo sơ mi 40.000 em mà tặng bố, bố bảo ôi mày mua 350 thì bố đánh cho tét mỏ. Bảo là con mua có 40.000 thôi thì bố đánh cho tét mỏ, còn mấy chiếc thôi 20.000 một cái này. Đây mọi người nhìn này. Giá tác của nó đang là 16,5 đô ạ. Không nói điều ạ, hàng Onavi xịn luôn ạ. Đây ạ. Nhìn đồ em nhá, nhìn đồ em này. 16,5 đô này, không nói điều luôn này. Em không biết là bao nhiêu cân mặc được đâu tình yêu ơi. Em chỉ biết là 3 đến 6 măn thôi tình yêu. 20.000 một cái này mọi người nhìn này. Hàng áo khoác rất đẹp ạ. Đây ạ, hàng của Onavi giá của nó là 16,5 đô. Mà này em không biết là bao nhiêu cân đâu tình yêu ơi. Em chỉ biết nó ghi cân, ở đây là 9 cân chắc vừa. 9 cân em không biết là bao nhiêu cân, em chỉ biết là bé là tầm 3 đến 6 măn. Thế mọi người comment cho em nhá. Comment cho em là bao nhiêu nhở? 20.000 một cái thôi. Mọi người đã mua thì biết rồi, những cái nhỏ nhỏ như này rất là đắt. Ngọc Huyền 2 cái. Ok, chị Ngọc Huyền 2 cái cho em này, đẹp lắm luôn này. Đẹp lắm, cái chất của nó rất đẹp nhá mọi người nhá. Chất của nó rất đẹp luôn này. Em không biết là 9 cân vừa không ấy mọi người, hàng Onavi ấy. Em không biết là 9 cân vừa không bởi vì em không chưa có con. Nên em không biết.
Ok này, 60.000 hai chiếc cho em rất đẹp này, Ngọc Huyền này. Ok Hưng Bi hai chiếc này. Mã này mọi người đem đi tặng cũng rất xịn nhá, Ngọc Huyền cho em này. Là 60.000 này. Hai chiếc nhá. Mã này là ok Lã Thị Lan Hương ở đâu có Hưng Bi hai chiếc này. Đẹp mọi người ạ. Mã này mọi người đem đi tặng cũng xinh nhá. Giá của nó đây là trên này luôn này, nó còn gắn tạ giác. Gắn giá luôn là 16,5 đô này. Ok. Ngang ngố một chiếc này. Đây là cho Hưng Bi hai chiếc này, ngang ngố một chiếc này. Hưng Bi này. 60.000 này, hai chiếc nhá. Đây, trên này nó có giá gắn tag này, ngang ngố một chiếc này em hết sạch rồi. Đây, có gắn tag cả giá luôn, mọi người search trên mạng mọi người sẽ thấy mẫu này nhá. Rất đẹp này, từ cái form dáng của nó, mã nào đẹp em bảo là đẹp này. Cái này là hàng hãng của nó luôn, đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Xinh dã man luôn. Cái này đem đi tặng á, người ta dở ra. Ôi giời ơi, 16,5 đô chơi thế. Thôi tặng đồ chơi đây cho một cái túi đi tặng rất xinh. Ờ em ơi thật sự đây, mã này hết rồi tình yêu ơi, hết rồi. Mã này chốt cho ngang ngố một cái, mã bao nhiêu đây? Ngang ngố này. 30.000 luôn này. À chứ nhầm, 20.000 chứ nhở. Mình bán 20.000 mà. 20.000 một chiếc cơ mà, không phải 30.000 đâu. 20.000 một chiếc cơ mà, đúng không em bảo là thắm sao? Mọi người tặng một đôi 20.000 một chiếc cơ mà, có phải 30.000 đâu. Có 20.000 thôi.